Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng sớm thứ năm ngày 11 tháng 4 năm 2024, từ thành phố Cần Thơ. Thưa quý khán thính giả, vào thứ ba ngày 9 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của nước Vatican là Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đã tới thăm Việt Nam và đã được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn của Việt Nam đón tiếp ông. Đây là hình ảnh mà hai bộ trưởng đã bắt tay nhau ở tại thành phố Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam. Đây là ảnh lưu niệm của bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Vatican là Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher với bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam ông Bùi Thanh Sơn ở ngay tại Hà Nội. Đây là hình ảnh mà cho thấy Vatican cũng làm đúng theo nguyên tắc về ngoại giao, chụp hình ở dưới tượng Bắc Hồ cũng như là cờ đỏ sao vàng. Đó là hình ảnh mà hai bộ trưởng đã bắt tay nhau ở tại thành phố Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam, chiều ngày 9 tháng 4 năm 2024 trước khi đi sâu vào câu chuyện này thì tôi xin làm sáng tỏ một số vấn đề vấn đề thứ nhất vatican vatican có hai vai trò vai trò thứ nhất là nơi mà bên thiên chúa giáo gọi là ghế của thánh phê rô đặt ở nơi đó đó chính là nơi mà thiên chúa giáo cho rằng là đầu não của giáo hội đầu não của giáo hội về tín ngưỡng nhưng thứ hai vatican lại trở thành một quốc gia theo luật pháp quốc tế nghĩa là hội đủ điều kiện mà thỏa ước monteverio đã nêu lên thứ nhất là có dân dân ở nơi đây là khoảng chừng có chưa tới một ngàn dân gồm những vị hồng y những vị về vấn đề ngoại giao gồm luôn cả giáo hoàng thì đó là dân chỉ chưa tới một ngàn dân có một số lính lính đây là lính lính kiển lính hồi xưa đó của thụy sĩ thì để là trưng bày kiểu gọi là cho có lệ có tính cách là truyền thống. Nhưng dân số không có đông, chỉ có khoảng chừng có một ngàn người thôi. Có đất, đất của Vatican cũng không có lớn. Khoảng một km vuông thôi. Ở ngay tại thành phố Roma. Ở ngay tại thành phố Roma, ai mà tới đó là thấy rất là nhỏ, điền vòng là xong. Có đất không? nhưng mà lại được quốc tế công nhận theo đúng thỏa ước video, nên trở thành một quốc gia là một nhà nước nhà nước đó, đứng đầu nhà nước đó, về vấn đề mà gọi là biểu tượng đó, giống như là chủ tịch đó, thì là giáo hoàng nhưng mà cũng có bộ trưởng có thủ tướng có các bang các ngành có những vị đặc trách về vấn đề tài chánh ý như một nhà nước vậy rất là cồng kềnh thì bộ trưởng bộ ngoại giao của vatican kỳ này là tổng giám mục paul richard gallagher đến việt nam là với tư cách là bộ trưởng bộ ngoại giao chứ không phải là tư cách của một tổng giám mục trên phương diện về giáo hội thì đó là một tổng giám mục nhưng trên phương diện về nhà nước thì đó là một bộ trưởng bộ ngoại giao thì đối tác là bộ trưởng bộ ngoại giao với tất cả các nước nếu đến nước mỹ thì đối tác là ngoại trưởng anthony blinken đến trung quốc là ngoại trưởng vương nghị đến nước Nga là Ngoại trưởng Sergei Lavrov, vân vân Nên đến với Việt Nam là đối tác Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của hai, hai phương diện này. Thứ nhất là trên phương diện giáo hội. Thứ hai là trên phương diện về nhà nước. Thì Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đến nơi đây với tư cách là bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Điểm thứ hai tôi muốn nói rõ đó, là từ khi mà thống nhất đất nước năm 1975 đến nay đó thì đây là lần đầu tiên một bộ trưởng Bộ Ngoại giao của nhà nước Vatican đến Việt Nam. Đây là lần đầu tiên. Chúng ta nhớ vào năm ngoái khi ấy là chủ tịch nước ông Võ Văn Thưởng đã dẫn đầu một phái đoàn tới Vatican thăm Đức Giáo hoàng Francis nhất. Và hai bên đã ký một văn kiện nâng tầm quan hệ lên thành đại diện thường trực. Tức là về vấn đề ngoại giao chưa có tòa đại sứ nhưng mà có đại diện thường trực. Đại diện thường trực ở tại nhà nước Vatican. Việt Nam có người. Đại diện thường trực ở tại Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam thì Vatican cũng có người. Vatican đã cử một giám mục để trở thành là vị đại diện thường trực ở tại Việt Nam rồi. Tương quan ngoại giao giữa nhà nước Vatican và Việt Nam kỳ này là tương quan của thường trực chứ không phải giống như những quốc gia khác là ngoại giao bình thường. Nếu mà ngoại giao bình thường normal relationship thì có tòa đại sứ. Hoặc là cao cấp hơn là đối tác chiến lược. Hoặc là cao cấp nữa như là đối với nước Mỹ bây giờ đó, đó là đối tác chiến lược toàn diện. Còn cao cấp kinh khủng nhất đó, bây giờ đó, đó là cộng đồng cùng chia sẻ tương lai chung như là đối tác với Trung Quốc. Vậy thì Việt Nam đã có ngoại giao có văn phòng thường trực với Vatican. Và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón tiếp Tổng giám mục Paul Richard Gallagher là đón tiếp một Bộ trưởng Bộ Ngoại giao với tư cách là có văn phòng thường trực. Đó là điểm thứ hai mà tôi muốn làm sáng tỏ điểm thứ ba tôi muốn làm sáng tỏ luôn đó là cũng trong năm ngoái hội đồng giám mục việt nam đã gặp gỡ khi ấy là chủ tịch nước võ văn thưởng và chủ tịch nước võ văn thưởng đã tiết lộ cho hội đồng giám mục việt nam biết là chủ tịch nước đã ký văn bản chính thức mời giáo hoàng francis thứ nhất đến thăm việt nam hội đồng giám mục việt nam qua cổng chính thức của hội đồng giám mục đã tiết lộ chuyện này cho biết là nhà nước việt nam qua chủ tịch nước võ văn thưởng đã chính thức mời giáo hoàng francis thứ nhất qua thăm việt nam mà nếu là như vậy thì chuyến viếng thăm này là chuyến viếng thăm lịch sử vì từ xưa tới giờ giáo hoàng chưa đến việt nam Trước năm 75 cũng chưa có một vị giáo hoàng nào đến thăm Việt Nam. Và sau năm 75 cũng chưa có vị giáo hoàng nào đến thăm Việt Nam. Nếu mà giáo hoàng đến thăm Việt Nam kỳ này, thì đây là một biến chuyển lịch sử rất là trọng đại. Đó là điểm thứ ba tôi muốn nêu lên. Thế chuyến đi này của Ngoại trưởng Paul Richard Gallagher tổng giám mục đến Việt Nam thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ông Bùi Thanh Sơn đã đón tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Paul Richard Gallagher tổng giám mục một cách rất là thân thiện và trang trọng. Theo cổng thông tin chính phủ của Việt Nam thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cho tổng giám mục Paul Richard Gallagher biết rằng Việt Nam chủ trương là hòa hợp tôn giáo, cổ suý cho vấn đề tự do tín ngưỡng, sống tốt đạo đẹp đời, không có xung khắc giữa các tôn giáo với nhau, làm sao cho các tôn giáo sinh hoạt một cách hài hòa và hòa hợp. Nhưng đừng lợi dụng tôn giáo để hoạt động chính trị, đừng lợi dụng tôn giáo để bước vào những lĩnh vực mà luật pháp không cho phép. Nếu không có làm chuyện đó thì ở Việt Nam tự do tôn giáo một cách rất là trân trọng. Bằng chứng nhiều nhà thờ đã mọc lên như nấm từ ở ngoài Bắc cho đến trong Nam. Xây dựng đồ sộ và các vị giám mục cho đến linh mục muốn dân thánh lễ lúc nào khi nào cũng được theo đúng với các quy tắc của giáo hội. Còn các giáo dân Tham dự thánh lễ lúc nào cũng được hết, nhưng tất cả phải nằm trong khuôn khổ pháp luật. Đừng lợi dụng tôn giáo, lợi dụng áo đạo mà tạo đời. Âm mưu núp ở dưới áo đạo để đòi lật đổ nhà nước hoặc hoạt động chính trị hoặc gì đó thì không có được. Tổng giám mục Paul Richard Gallagher cũng đã có một chuyến thăm ở tại Hà Nội và cũng đã chứng kiến những gì đang diễn ra thì chính tổng giám mục paul richard gallagher đã thốt lên việt nam phát triển kinh tế kinh khủng tôi xin chúc mừng việt nam tôi thấy rất nhiều nhà thờ tôi tin tưởng vào việc mà tự do tín ngưỡng ở việt nam và mong rằng nhà nước Việt Nam và nhà nước Vatican ngày càng hiểu nhau hơn để cho quan hệ này ngày càng tốt đẹp, để cho giáo dân Việt Nam ngày càng có sự cởi mở hiệp thông với giáo hội Thiên Chúa Giáo ở Vatican. Đó là sự trình bày của Tổng giám mục Paul Richard Gallagher. Ông đã nhìn ra ở tại Việt Nam rất có tự do tín ngưỡng, tốt đời đẹp đạo, và ông rất là mừng cho chuyện đó. Nhưng ông cũng hiểu có một số người ở trong Việt Nam này, một số linh mục, một số giáo dân, con số này số nhỏ thôi, nhỏ lý trí à, chưa tới 0.1% nữa cơ. Lại thích là lợi dụng tôn áo, mặc áo đạo để tạo đời. Ông hiểu chuyện đó và ông không muốn chuyện đó. Chính con số này là con số trong quá khứ cản bước sự ngoại giao giữa Việt Nam và nhà nước Vatican. Nếu mà những người mà hiểu được đừng có lợi dụng áo tôn giáo nhất là một số linh mục hở một chút xíu là vận động này vận động nọ để chống đối đảng và nhà nước thì điều đó là ngăn cản ngoại giao giữa nhà nước Vatican và Việt Nam. Chính họ làm thiệt hại hình ảnh giáo hội Thiên Chúa giáo hơn ai hết. Tổng giám mục Paul Richard Gallagher rất hiểu chuyện đó và ông bày tỏ mong muốn sự hòa hợp tôn giáo. Các giáo dân cũng như các linh mục, các tu sĩ hãy hòa hợp tốt đời đẹp đạo. Vì sao vì ở mỗi nước đều có thể chế riêng của nước đó. Thể chế ở tại Việt Nam là thể chế đơn đảng dân chủ tập trung. Cá nhân phụ trách thì hãy tôn trọng thể chế đơn đảng. Khác với thể chế lưỡng đảng hoặc là đa đảng như ở Mỹ và Tây phương song có khúc người có lúc thì khúc nào chúng ta phải tôn trọng khúc đó ở tại Việt Nam thì hãy tuân thủ theo pháp luật Việt Nam. Đừng có mà đòi áp dụng những luật pháp của bên Mỹ hoặc là của Âu châu tại Việt Nam được. Tổng giám mục Paul Richard Galler hiểu chuyện đó. Nên ông bày tỏ mong muốn có sự hợp tác giữa Giáo hội Thiên Chúa giáo Việt Nam với nhà nước việt nam làm sao cho giáo dân việt nam hòa mình sống tốt đời đẹp đạo thì đó chính là sự phát triển của giáo hội đó là quyền lợi của giáo hội hơn là những người chủ trương lợi dụng đạo để tạo đời chống đối nhà nước thì điều đó không những làm thiệt hại đến nhà nước việt nam mà cũng còn làm thiệt hại đến giáo hội thiên chúa giáo nên là phải hiểu được tương quan như thế. Đây chính là tương quan mà nhà nước Việt Nam cùng với nhà nước Vatican đã có, đó là văn phòng thường trực. Chuyến đi này của Ngoại trưởng Paul Richard Gallagher, tổng giám mục của Vatican, thì báo chí nước ngoài cho rằng đây cũng là một hình thức tiền trạng chuẩn bị cho Giáo hoàng Francis thứ nhất đến Việt Nam, vì như tôi đã nói, thời kỳ mà ông Võ Văn Thưởng làm chủ tịch nước đã đến thăm Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiết lộ là gửi văn thư chính thức mời Giáo hoàng Francis thứ nhất sang Việt Nam. Thì bên phía của Vatican đã nhận lời nhưng chưa có chính thức công bố. Theo sự hiểu biết riêng của tôi thôi. Vatican chưa công bố ngày giờ chuyến đi của giáo hoàng Francis thứ nhất đến Việt Nam là vì có rất nhiều người ở bên Tây Phương và nước Mỹ phản đối giáo hoàng Francis thứ nhất đến Việt Nam. Họ cứ nại lý do Việt Nam còn có những mở mặt đóng ngoặc là vi phạm nhân quyền y như cái loa của Human Rights Watch do những người mà hoạt động chống đối nhà nước việt nam này nhất là đảng việt tân và những người chống cộng cực đoan đưa những thông tin không có trúng sự thật sai lệch sự thật đến những cơ quan đó hoặc những cơ quan đó làm việc cách ẩu tả không có kiểm chứng Để lúc nào cũng nói là việt nam chà đạp nhân quyền chà đạp tự do tín ngưỡng ngược với những gì mà thực tế ở trong việt nam mà tôi thấy nên là giáo hoàng Francis là vì lãnh đạo tinh thần nhưng cũng là vì mở ngoặt đóng ngoặt là đứng đầu của một nhà nước. Thì có những người phản đối như thế. Nên đứng trên phương diện nhà nước thì giáo hoàng phải cân nhắc, phải có những bước tiến cụ thể để mà thuyết phục những người chống đối nhất là ở trong nội bộ đó, bớt đi sự chống đối đó. Ngược lại đó thì chúng ta thấy cũng có những người miệng thì hô hào là tự do tín ngưỡng rồi tự nhận là Phật tử thuần thành xiển dương Phật giáo nhưng lại chống đối việc giáo hoàng đến thăm Việt Nam những người này có mặt ở trong nước Việt Nam này cũng như có mặt ở hải ngoại. Họ là những người Việt Nam luôn. Chính họ là cây gai chọc vào sự tương quan ngoại giao giữa Việt Nam và Vatican. Họ là những người mồm loa mép giải lôi lại chuyện quá khứ lịch sử không phân biệt được nhà nước Vatican với những nhà nước như là nhà nước Pháp cứ cho rằng là Vatican là xâm lược lên trên Việt Nam họ không hiểu Pháp đã lợi dụng cái áo thiên chúa giáo lợi dụng nhé để xâm lược Việt Nam hai cái nó khác vì đạo nào cũng dạy điều tốt lành ăn ngay ở lành nhà nước vatican không có xâm lược việt nam nhà nước pháp xâm lược việt nam nhưng họ đã đánh cháo khái niệm đánh đồng với nhau để rồi vận động và kích động chống phá việc ngoại giao giữa vatican và việt nam đây cũng là một trong những điều mà thực tế đang diễn ra như những cây gai đâm vào ngoại giao giữa nhà nước vatican và việt nam nhưng những cái gai này chắc chắn sẽ bị loại bỏ sang bên lề lịch sử mà thôi chuyện của quá khứ của lịch sử những đế quốc như đế quốc pháp đế quốc mỹ xâm lược việt nam như thế mà việt nam cũng còn gác lại lịch sử để hướng tới tương lai huống chi một nhà nước như nhà nước Vatican. Nhà nước Vatican chưa có xâm lược Việt Nam bao giờ. Tôi sẽ nói rõ như thế nhé. Còn chuyện mà nhà nước Pháp thời kỳ xưa lợi dụng áo thiên chúa giáo đi truyền đạo này nọ đó để rồi xâm lược nước này nước nọ. Đó là chuyện của nhà nước Pháp. Y như những nhà nước khác như nhà nước Hòa Lan, nhà nước Anh cũng đã lợi dụng áo tôn giáo đến những nước như thế và đã xâm lược chúng ta thấy như nhà nước tây ban nha là nhà nước lợi dụng đi truyền giáo nhiều nhất ở trung mỹ ở nam mỹ hoặc là ở tại philippines đó rồi họ lợi dụng áo truyền giáo đó xâm lược như ở tại philippines ai mà không theo đạo công giáo thời kỳ mà tây ban nha đô hộ thì họ xử tử cơ mà nên bây giờ đã Philippines đa số lại là theo Thiên Chúa Giáo. Chúng ta phải phân biệt được nhà nước, nhà nước Tây Ban Nha lợi dụng áo truyền đạo để xâm lược khác với đạo giáo Thiên Chúa Giáo và nhà nước Vatican sau này. Nên đừng có mà đánh cháo khái niệm đánh đồng xong rồi lại đổ vạ lên trên nhà nước Vatican rồi đổ vạ lên trên giáo hoàng là phải chịu trách nhiệm không biết bao nhiêu là tội ác của quá khứ lịch sử khi mà nhà nước Pháp xâm lược và đô hộ Việt Nam. Điều đó là một điều kích động đánh phá vào tương quan ngoại giao giữa hai nhà nước và điều đó không có lợi cho dân tộc Việt Nam. Tôi xin nói rõ như thế. Vậy thì chuyến đi này của Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Vatican đến Việt Nam, nhân danh là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đàng hoàng, thì báo chí ở nước ngoài như RFI, như VOA, như BBC và tất cả đều nhận định đây là một trong những hình thức tiền trạm chuẩn bị cho chuyến đi của giáo hoàng Francis thứ nhất đến Việt Nam đến khi nào và đến ở đâu thì sẽ công bố nhưng uh, hy vọng giáo hoàng francis thứ nhất sẽ đến việt nam trong năm nay cuối năm nay và đến uh, la vang quảng trị là nơi mà bên phía thiên chúa giáo rất là tôn kính và nơi đó phải nói rằng là vấn đề mà không gian cái khoảng đất rất là rộng có thể đón được cả bao nhiêu triệu giáo dân đến tham dự. Hy vọng là năm nay, không năm nay thì cũng năm tới. Và người ta hy vọng rằng là Giáo hoàng Francis thứ nhất còn đủ sức khỏe để đi. Vấn đề bây giờ là sức khỏe của Giáo hoàng Francis thứ nhất. Nhưng chuyến đi này của ngoại trưởng tổng giám mục Paul Richard Gallagher là chưa có tiền lệ đây là lần đầu tiên mà báo chí nước ngoài cho rằng đây là một sự y như là tiền trạm chuẩn bị cho chuyến đi của giáo hoàng đến việt nam trong tương lai đó là thông tin và góc nhìn của tôi chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau